quần short đỏ, áo thun đỏ, xem ra cũng không hợp lắm với còng tay và chiếc xe chở phạm nhân. Cuộc chuyến chạy đã kết thúc, giờ đây Triệu Quân Sự lại trở về với nơi thuộc về mình, đó là nhà tù. Trưa ngày 19 tháng 6 năm 2020, sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã bàn giao Triệu Quân Sự 29 tuổi, dân tộc Nùng, quê ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Phạm nhân trốn khỏi trại giam T10 đóng trên huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho cơ quan quân sự. Đại tá Đỗ Thành Vân, Phó phòng điều tra quân sự quân khu 5 cho biết, sau khi nhận bàn giao sẽ chuyển phạm nhân Triệu Quân Sự cho trại giam quân khu 5 đóng tại Đà Nẵng. Được biết, phạm nhân Triệu Quân Sự sẽ bị khởi tố vì hành vi trốn khỏi nơi giam giữ. Trong quá trình chạy trốn, Sự cũng phạm tội cướp giật, do đó cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 6, Triệu Quân Sự bị bắt khi đang ngồi chơi điện tử tại một quán internet trong con hẻm 115/11 đường Hùng Vương, khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ sau 15 ngày lẩn trốn. Bản thân Sự bị cơ quan điều tra hình sự quân khu 1 khởi tố về tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và bị tòa án quân sự quân khu 1 tuyên phạt mức án tù chung thân. Sự chấp hành án tại trại giam T10 quân khu 5, ngày 3 tháng 6 thì trốn khỏi trại giam. Sau khi vượt ngục, Sự đã trộm một xe máy rồi chạy ra hướng Quảng Nam, tiếp tục di chuyển về Đà Nẵng. Chiều ngày 4 tháng 6, Sự đi đến gần khu vực đèo Hải Vân, bị lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi. Sự bỏ chạy rồi vứt xe máy bên vệ đường, chạy bộ hướng lên đồi núi khu vực đèo Hải Vân ẩn nấp. Đúng rồi. Triệu Quân Sự chỉ ẩn nấp trong rừng trên đèo Hải Vân chỉ khoảng 3 giờ đồng hồ, sau đó di chuyển ngược lại xuống biển và đi dọc đường biển theo hướng nam đến địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng, Sự tiếp tục di chuyển vào Quảng Nam thực hiện nhiều vụ trộm cắp trước khi bị bắt lúc đang ngồi chơi game.